Một ạ, hợp chất X chứa vòng benzen và tỷ lệ khối lượng MC chia MH chia MO bằng 14 chia 1 chia 8. Có nghĩa là ta sẽ có này. Đặt công thức đơn giản nhất. Công thức đơn giản nhất của X nó là CX HI OZ. Thì có phải ta sẽ có là X chia Y chia Z bằng MC chia 12, MH chia 1, MO chia 16 không? MC nó sẽ là 14 chia 12, H là 1 chia 1, O là 8 chia 16 không? Đúng không? Vậy ta sẽ có này. 1, chu kỳ 6, 1,166. 1,167 chia 1 chia 0,5. Đúng không? Tất cả đều chia cho 0,5. 1,167 chia 0,5. 7/3 2 cái chu kỳ 3. Chia 2 chia 1. Chia 2 chia 1. Vậy đây ta có là tất cả nhân với 3. 7 chia 6 chia 3. Được chưa? 7 chia 6 chia 3. Biết x có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Quả nhìn chưa? Biết x có công thức phân tử trùng với công thức nhất. Vậy suy ra chất x của chúng ta chắc chắn nó là C7H6O3. Được không ạ? Bây giờ này tiếp tục này. Đun nóng 2,76 gam x. Đun nóng 2,76 gam x. Chúng ta tìm được số mol x nhá. C7H6O3. Số mol của nó 22,76. 2,76 chia phân tử khối. 12 nhân 7 cộng 6 cộng 16 nhân 3 bằng 0,02. 0,02 mol. Vào trong cao mắt. Số mol cao mắt bằng 1 nhân với lại 0,075 bằng 0,075. Dư 25% so lượng cần phản ứng nhá. Dư 25% vậy thì cần phản ứng. Nó sẽ là 0,075 chia cho 125% là chia cho 1,25. 0,075 chia 1,25 bằng đấy, phản ứng thật là 0,06. Vậy cao mắt còn dư sẽ là 0,015. Được chưa? Mình phải làm như thế nhá. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được A gam chất đáng khan xác định giá trị của A. Để bạn lưu ý. Ở đây mình nhìn thấy này. Ta phải nhìn thấy luôn rằng là số mol của cao mắt phản ứng chia cho số mol của C7H6O3 bằng 0,06 chia cho 0,02 bằng 3. Đúng chưa? Mà bằng 3 thì điều này dẫn đến một điều rằng là anh C7H6O3 này, nó sẽ phải có hai nhóm OH của phenol. Đúng không? Nó bắt buộc phải có hai nhóm OH của phenol. Đấy. Tác dụng cao OH nhá. Vậy nó phải là HCOO này. Và một nhóm OH thích điền động được, ốc thổ cũng được, meta cũng được, para cũng được, không quan trọng. Bởi vì chỉ quanh này thì khi tác dụng với cao OH thì tạo thành HCOOK này. Và anh này. OK. OK. Đấy, em nhìn động thì như vậy thì nó phản ứng với cao OH là tỷ lệ 1:3, bởi vì nhớ 1K, 2K, 3K. Ok chưa? Thế mình xác định được số mol luôn nhá. Vậy thì suy ra là khi cô cạn, đây thì bài nói này, cô cạn Y thu được A gam chất rắn khan. Vậy suy ra chất rắn khan sau cô cạn nó sẽ gồm HCOOK, số mol là 0,02. Đúng không? Anh này là C6H5, C6H4OK 2 lần, số mol vẫn là 0,02. Và lưu ý có cả cao hoắt dư nữa. Cao hoắt dư là 0,015. Được chưa? Vậy hoàn toàn ta sẽ có, hoàn toàn ta sẽ có khối lượng của A bằng 0,02. Khối lượng của A sẽ bằng 0,02 nhân với mở ngoặc đơn HCOK nó sẽ là 45 cộng 39, K là 39 cộng với 0,02 nhân với mở ngoặc đơn 12 nhân 6 cộng 4 cộng 16 nhân 2 cộng 39 nhân 2 đóng ngoặc đơn cộng cao hoắt dư là 0,015 nhân 56 bằng 6,24 gạo. Đấy, tổng khối lượng bằng 6,24 gạo. Vậy đáp án chính xác của chúng ta 6,24, đáp án B. Bỏ. Quá đơn giản, đúng không? Quá dễ dàng nhá.